rồi, mấy điểm xong rồi. Ê, lần rồi. Trời, vô chỉnh không có gì. Nhà má. Vui không, diễn vui không? Vui, không, fan vui lắm. Đó là mấy đứa lần đầu tiên anh diễn đó. Nay sơ sẩy là hiểu hai chết 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 với anh nha. Còn bài chưa? Im mày đi. Thì đâu còn mà đúng không? Thứ hai. Ừ. Quá rồi, bởi đất này. Người ta bị vậy hợp đồng, người ta cực tiền kinh nghiệm cho ta coi. Cái gì? Không, anh bình thường anh đã đi biết bao nhiêu lần rồi mà bây giờ tiền kinh nghiệm gì? Nhưng mà anh đâu làm ca sĩ. Sách ca sĩ thì vô nghiệp rồi nọ đó, nên bị sợ trật rồi hả? Không, y chang bình thường, vui lắm. Vui lắm. Ở dưới đó vui lắm, yên tâm, bỏ qua hết. Là bao vui bỏ qua đúng không? Vui dễ sợ luôn, nói anh nghe anh tới rồi. Mấy bạn nghe, mấy bạn vũ công trong mở cửa. Alo ông ơi. Bạn nhìn em vui là kiểu về bị khùng hôm nãy em hát đúng không? Ủa? Ý hát dở nha em. Ủa nghe tiên hát xong tôi tự tin tôi hát liền. Bé bé. Ừ. Quý vị hiện tại showbiz thì Lâm hát hay hơn Nguyễn Trúc Thị Tiên 100% nha. Hồi nào trời? Đang xuống xem anh nghe giọng hát anh em anh té xỉu. Anh té xỉu. Mới hát mà em. Không em nói em, trời có giọng em. Qua này em thôi. Trời, qua hậu mà sơ hở là hát, sơ hở là hát. Em đang nhớ bị ai. Ê, hồi nãy em mặc cái áo thun. Em nghe anh hát, em tính mặc áo thun. Xong rồi cái bạn sắp là, ê không được, thay đồ, thay đồ, thay đồ. Anh Lâm mặc chặt lắm. Chặt lắm đúng không? Má ơi, cái gì vậy em trời. Em hỗ trợ anh đi, từ bữa giờ làm MV là không có một show nào em là người đầu tiên đó. Em giúp anh một vé phi gia phụ được. Ôi trời. Đỡ thương anh nha. Yeah. Các cái khúc mà anh làm đó thì em kêu fan của em mỗi người cho một clip được không? Có nghĩa là các em ơi, các em hãy quay điện thoại thoải mái và các em đăng lên cộng đồng mạng, đăng đại trà cho anh. Bây giờ lát trước em vô anh hát, anh xin một câu đi. Đúng rồi, xin tất cả mọi người. Cầm tiền mọi người. Đúng rồi. Nói dùng nói vậy người ta. Đăng liền lên. Đó, nay nỉ xin. Ok, đúng rồi. Chị nào anh diễn vậy? Sắp rồi đó. Ừ. Đợi ta chơi game xong đi. Ê, ekip tôi là fan của Tiên không? Ủa đâu hả? Đúng rồi. Mấy đứa này ekip anh. Vũ Công. Vũ Công, Vũ Loan, Vũ Công. Cảm ơn ạ. Ba anh em mình vô một thắng đi ha. Rồi, đi vô giữa đi. 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2. À, đó, đó trời ơi mấy đứa nó mê trai nữa kìa. Tụi bay ơi, tụi bay bất. Mê dữ luôn. Quá ai làm diễn tốt đây lắm. Trời ơi nói gì nữa. Hiếu thứ hai mà diễn sau là nó chết chắc. Chết chắc. Chết chắc. Vơ đê hả? Phải không mày ơi? Hát dở nhất mới sắp cuối cùng. Cái sự hát cuối cùng là vơ đê. Phải không? Vơ đê đúng rồi. Sợ cái khúc cuối là hàng dạt đó. Có đâu, cái này hát lót, anh hát chính. Là Hiếu thứ hai hát lót đúng không? Ơ, dễ làm tao. Quá trời. Cho chứ em, trời ơi. Vô nha, vinh hạnh lắm á, nó diễn với Lee Min Ho đó. Cười lên, 2, 3. Ca sĩ có cười lớn mày ơi. Ca sĩ người đăng người ta rụng đùng lắm. Vậy hả? Cái hề nó có cười. Vậy à, cho bi lắc gửi chị. Ok, 1, 2, 3. Tức ánh mắt kỳ sao kìa. Sao ánh mắt kỳ vậy? Có gì đâu, đừng có gì vậy. Nhỏ nha, bắt nhạc cho anh mình đúng không? Đầu tư MV nhiều quá mà bữa giờ đâu có ai bút hát đâu. Tìm bút đầu tiên đó. Ủa bây giờ đường dây sao nè? Thì em mời anh ra thôi. Xong rồi cái trò chuyện rồi ở trên này nọ này nọ này nọ ha. Vô lưu này ơ rồi. Rồi hỏi mọi người muốn nghe Lâm hát được không ha. Vô lưu này nọ. Lỡ người nói không rồi sao? Không có những chuyện đó xui miệng thúi. Không có những chuyện đó. Em xin lỗi dạ. Tự nhiên mọi người muốn Lâm hát không? Để không? Không. Thẳng thừng vậy luôn. Ừ đúng rồi. Hết rồi. Để mà hát luôn. Các bạn muốn nghe Lâm hát không? Không đi. Không, tôi vẫn hát, tôi hát luôn, âm nhạc. Không làm lại được. Rồi. Quan cứng đầu cỡ nào tôi cũng trị được hết nha. Chứ không phải là thưởng mà yếu bóng vía. Sau khi anh hát xong. Thì hát xong. Thì cái em phóng ra, em lộn mèo ra. Không ý là em đi ra. Em đi ra xong rồi cái em mới giao lưu nữa. Giao lưu nữa? Ừ. Rồi em nhảy trend với anh. Em nhảy trend không? Em giả bộ nha, ví dụ em nói, ồ anh Lâm em thích quá. Cho dù trong lòng em không thích nhưng em vẫn nói được câu đó. Ok, để em dán giả bộ. Ôi, em thích quá, thích cái... Em nói giỏi á, nhưng mà để em ráng. Không ý là vậy đó, em nói trời thích quá, thích cái trend này quá. Ngày hôm nay mà không nhảy được cái trend này chắc chắn em cũng không được. Em cứ chắc sao? Em thích quá, em để em nhảy cái trend này. Nếu em không nhảy được cái trend này, em sẽ mất ngủ. Nếu em không nhảy được cái trend này em sẽ mất ngủ. Đến một năm sau. Ừ, anh ơi có thể giúp đỡ em, hỗ trợ em nhảy trend này được không? Anh ơi, anh có thể giúp đỡ em, hỗ trợ em nhảy cái trend này được không? Đúng rồi, thì cái vũ đoàn sẽ đi ra. Đủ rồi, mặt hơi trình giả nha. Ừ. Xong rồi vũ đoàn sẽ ra. Đúng và đứng ra xem hai chị em mình. Đúng rồi, hai đứa anh em mình.
xong rồi âm nhạc sẽ lên. Âm nhạc lên. Rồi nhảy trend xíu là xong. Cho anh hỏi là tối nay gọi là có sếp lớn đổ dưới hay không? Em là sếp. Chị là chị Dung. Chị Dung thôi. Có Dung thôi hả? Chứ làm cái này bất mời sếp đâu. Lo. Anh ơi, sếp không nhân viên tới tại ồn ào quá. Ồn ào quá, đúng rồi. Với anh hát người ta cũng sợ. Với anh hát người ta cũng sợ. Câu hỏi này nó qua hậu mà nó thật lòng quá. Không có được như vậy, cũng phải gọi là nói tránh nói né gì cho. Nói né hả? Ừ. Đẹp quá. Đẹp không? Đẹp không? Ai làm lợi? Cảm ơn. Ủa sinh nhật chính hôm đâu phải mà đứng đây? Mê anh hả? Không phải, anh diễn đâu ok chứ làm sao anh hát. Nói nó nói áp lực ghê luôn ta. Sợ lo quá nha em ơi. Cứu tôi, cứu tôi, cứu tôi. Rồi nó chưa đây rồi. Ok. Ê em xin âm thanh giùm anh lớn lớn nha. Ủa sao? Ai vậy hả? Giọng khèn mấy nơi vậy? Em tưởng anh hát như ốp. Đây còn không hát thiệt em ơi. Như đó giác mà nó trội lên là thì có nát mặt nha. Và anh em dữ lắm. Thẳng thắn mà giữ được. Không có sao bà trọ là anh được rồi. Ok. Dạ chuẩn bị nhé. Cảm ơn. Đúng rồi, ban đầu chắc anh phải đang giao lưu đồ này nọ, chắc phải nói chuyện đồ này nọ ha. Xong rồi tâm sự, tâm ơ đồ này nọ. Rồi thì nó bây giờ nếu mọi người thấy cộng đồng mạng bài hát rất là hit của Lâm. Thực sự đến bây giờ là cái show đầu tiên. Không có tiền. Không có tiền bạc gì trơn trội. Thì đó bây giờ cả các fan đồ này nọ của Tiên ơi. Để cái cơ hội, mấy em là giúp cơ hội cho anh. Bây giờ các em cầm điện thoại lên và mỗi em quay anh clip rồi đăng cộng đồng mạng để nhân hàng như show thấy anh đầu tư quá nhưng mà cũng không có show xiết gì hết, buồn chứ. Thì thôi ngày hôm nay có thể là buổi diễn sân khấu đầu tiên cũng như là buổi diễn cuối cùng. Bây giờ tất cả anh đồng bọn ra tụi em ha, cho đồng bọn ra hết, cho đồng bọn nha, đồng bọn rồi vô thế vô thế vô thế hết ha. Giờ thưa quý vị các bạn thì có những ý kiến nói rằng là hát dở sau ra MV. Thì Lâm có muốn một cái lời này muốn gửi đến mấy đứa ơi. Hát dở mà ra MV, mấy đứa sân si bước ra vẽ giùm. Đúng không? 3, 2, 1, music. Cao cho music của anh. Vừa là chung quay không? Chứ thứ hai hả mày? Thứ hai diễn sao là chết nha. Trời. Sao hay ra dễ quá. Sai. Đúng rồi. Sai. Té tiền rồi. Nào té cho mẹp hết nha. Quá mệt. Giờ quý vị gánh xiếc của tụi em sẽ được kết thúc tại đây. Cảm ơn tất cả các diễn viên xiếc. Lộn mèo. Ok. Nghỉ mệt xíu nữa rồi mình chạy nhẹ một xíu đường dây ha. Lâm thấy làm gì cũng được rồi. Bây giờ mình đã cố gắng hết sức rồi đúng không em? Lỡ như không có xô thì thôi. Không biết sao giờ mình cố gắng hết rồi. Đâu có xe anh à. Quá trời thôi, dầm lên cái mình ra mình chơi nha. Chơi liền, chơi lẹ rồi về đi làm.